Rồi chúng ta sẽ tiếp tục với cái BioRi đó, bạn nào lên làm thử xem. BioRi à, tủ lạnh BioRi Inverter để cho bạn. Vậy bo đề mới đi hả? Bo này cổ hả? Nhưng mà vẫn phải dạy cho khách hàng ra đưa tới mình sửa mà. À, cái thằng hậu đổ là cái thằng nào đó? Nói bậy nó bạ. Cho mày ra đảo. Nói bậy nó bạ. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tới cái bo Elri Inverter. Rồi các bạn nhìn xem cái bo này hiện tượng khách hàng. À, thứ nhất là khách hàng nói về cái khách hàng có để dấu tích gì không? Trên cái bo. Khách hàng chỉ ghi số điện thoại thôi, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tới xem coi bo này nó hư cái gì. Đầu tiên là các bạn thử đo thử xem nó hư cái gì đã. À, trước mắt thì chúng ta thấy là cái miếng nhôm mà nó bằng bị nám, đúng không? Bị nám khối. Bạn đông này cũng lạ. Bo Samsung á, hôm qua thì bạn kêu là đổi bo 2 triệu mấy, khách không bo, không sửa trả máy. Hôm nay á thì bo bạn kêu bo đời cũ, không sửa. Như vậy bạn làm ăn kiểu gì ngộ em? bo bạn nhận khiển á thì bạn không thay, bạn kêu đổi bo bù 2 triệu mấy. Đó, khách hàng đâu có chịu. Thầy hôm qua thầy nói với bạn cả buổi, khách hàng đâu có chịu. Còn bo đời cũ sửa rẻ thì bạn kêu bo đời cũ quá. Như vậy thì bây giờ bạn kén khách hàng như vậy khó lắm. Bây giờ á chúng ta sửa bo làm sao đó, mà cái bo gì khách hàng đem lại mình cũng sửa hết thì mới được. Chứ mà bạn kén cá chọn canh quá thì chết, không có làm được đâu. Cái đó thật sự mà chúng ta nói vậy. Khách hàng đem cái bo nào có cái dở thì có cái ngon, có cái nạc thì có cái mỡ, chứ không thể nào mà ăn mỡ không, mà cũng không thể nào ăn nạc không được. Đấy, mình phải hiểu chuyện đó. Bây giờ bo nào tới mình cũng phải sửa hết. Đấy. Rồi, chúng ta tiếp tục với bo tủ lạnh Elri Inverter. Thì bây giờ các bạn phải cho họ coi cái chỗ nám đã, để cho thầy mượn xem. Đây nè. Đây nó nám bốc khói nè. Đây nó nám khói nè. Bạn nhìn được không? Đây nó nám khói. Khách hàng mang lại là hiện trạng vậy. Thấy rõ chưa? Đấy, để không rồi các bạn sẽ nói là này kia. Thấy chưa? Rồi, ok. Đấy, bạn làm đi. Đo lỗi trừ. Ok, bạn có thể đo những cái bạn cần thiết trước khi bạn sửa. Một chiều là 433 ohm. Chiều là 0.9 tiếng. Rồi kia. Chỗ nào sống? Con nào sống? Đường 5V của bên công suất. Đường 5V bên công suất sống. Rồi, ok. Bạn đó nói đường 5V bên công suất sống. Rồi tiếp tục. 15V. Nội chở 15V bên công suất. Rồi thử xem. Sống không? 455V. Rồi đổi ngược về. À, khi mà các bạn vô xem live thì các bạn cũng có thể hiểu được những cái mà bạn đang sửa là như thế nào. Dạ. Các bạn có nhu cầu hộp sửa bo mạch có thể liên hệ với thầy trên số điện thoại là 0907 716 705. Zalo của thầy là 093 115 7788. Chúng ta học tại 861/61 Trần Xuân Soạn, phường Tân Xuân, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Ok chưa các bạn? Rồi các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ thầy. Rồi như vậy thì các bạn xem tiếp mà. Như vậy thì nội trợ 6 lệnh thì sao? Như vậy bạn thấy là khi mà đi xem trước thì bạn có thể lấy cái tôi giúp bạn gỡ miếng nhôm đi, bạn coi có nổ như thế nào đã. Thank you.
Rồi sao? Đi nhớ xem nổ luôn đúng không? Đây, cho thầy mượn xem. Để đưa cho mấy bạn xem. Để không thì các bạn không thấy. Được không? Ok chưa? Đây là tình trạng khách hàng đưa đấy chúng ta. Nó nổ. Thấy chưa? Nổ luôn cả điện gió sinh. Đấy. Cái nhiệm vụ của mình là bây giờ làm như thế nào? Sửa xong. Lấy 800. Thầy báo khách hàng rồi. Bây giờ bạn thấy đâu nội trợ của Vicery 6 lệnh trước cho thầy cử xem coi nó còn ok con lái hay không. IC công chức là 6 tháng 22. À, các bạn khi mà các bạn đi làm, trong quá trình mà các bạn đi làm có những cái ban bệnh nào mà các bạn gặp trong quá trình các bạn đi làm, ví dụ như là máy giặt, tủ lạnh, máy lạnh, mà các bạn có những câu hỏi nào đó thì các bạn có thể comment hỏi thầy khi thầy đang live trực tiếp. Thầy thì lúc nào cũng live trực tiếp một lúc hai kênh, đó là kênh YouTube và kênh Facebook. Các bạn có thể hỏi thầy những câu hỏi nào mà các bạn trong quá trình các bạn đi làm. Nếu như ở trong bài học thì thầy có thể là không giải thích cho bạn được, nhưng mà nếu như phạm vi mà nó đơn giản thì thầy sẽ giải thích cho bạn. Nếu như bo khó khăn quá thì các bạn có thể đem qua cho thầy, thầy nhận, thầy vẫn nhận sửa cho mấy bạn từ Bắc Trung Nam chứ không riêng ở trong thành phố Hồ Chí Minh đâu. Tại vì bo thầy ở đây nhận toàn là từ Bắc Trung Nam gửi ra, có trả những bạn bên nước ngoài gửi về nữa chứ không riêng ở Việt Nam đó. Thầy thì live trực tiếp thường xuyên mỗi ngày vào 9 giờ sáng và 12 giờ trưa từ thứ hai cho đến thứ bảy, chủ nhật thầy nghỉ đấy. À, nếu như các bạn có những câu hỏi nào đó thì các bạn có thể hỏi, các bạn không cần phải vô những cái diễn đàn, những cái forum, những cái Zalo nội bộ của những cái trung tâm dạy nghề hay là cái gì, các bạn cứ vô đây các bạn comment hỏi thầy, thầy sẽ trả lời luôn cho mấy bạn, đáp ứng luôn ngay và luôn cho mấy bạn, không cần phải comment hỏi gì cả. Sao hai chân đường bộ áp hai chân đường bộ áp bị đứt chút xây dựng lại, nhưng mà thầy đang hỏi bạn là sáu đường lệnh của con lái nó có bị chết hay không, hay bị đứt hay không, hay cái gì hay không đã. Rồi sao? Bạn xem coi sáu đường lệnh như thế nào. Coi xem suốt này diêm à, thầy thấy là hình như chưa gỡ, nó chỉ bị đen là do bị cháy thôi. Cái vấn đề xin 6822, nhưng mà bạn thấy được 6 đường lệnh không? Bạn đo cho thầy thử 6 đường lệnh xem như thế nào. Rồi bạn đo thử xem. À, mỗi con là bao nhiêu ohm? Nếu như một điện trở đường là 100 ohm, đó là 01 hả? 01 A là 100 ohm, 01 B là 1 kg, còn 01 C là 10 kg. Không. Rồi xem coi như thế nào. Có con nào đứt không? Đứt hả? 6 con đứt hả? Rồi. Còn một con sống hả? Tức là điện trở 6 đường lệnh của IC công suất từ vi xử lý nối qua IC công suất đứt sạch. Chứ còn một con đúng không? Còn một con sống nhấp nháp đúng không? Ok. Vẫn tăng đúng không? Vẫn tăng. Đấy là bạn đó đang đo trực tiếp, các bạn xem trực tiếp à. À, chúng ta đang sửa máy trực tiếp cho khách hàng, à, cho học trò, để học trò khi mà rành rồi có thể về quay tự sửa được. Đấy các bạn. Hai đứt ba liên ký góc ngoái. Rồi chưa?
Bây giờ bạn đo nội chở 6 đường lệnh của con lái thử xem. Nội chở 6 đường lệnh của con lái thử xem. Đâu bạn đo thử xem. Nội chở 6 đường lệnh của con y xe lái thử xem. Mấy? Tiếp tục, em cứ tiếp tục đi. 4.8. Đấy, một chân bị chặt. Thấy chưa? Có một chân bị chặt. Đúng rồi, là chân, có một chân bị chặt. Một chân bị chặt. 4.8. 4.8. 15. Trong 3 lệnh. Rồi như thế nào? Như vậy là bạn thấy là có một chân của y xe lái nó chặt xuống mắt, còn có 4.9 máy ôm, cho nên con lái này cũng tiêu luôn. Như vậy thì cái bo này sửa là khá nghiêm trọng đấy, khá nghiêm trọng đấy. Con này rất luôn luôn. Đầu tiên là bây giờ bạn phải gửi xe công suất ra trước thì bạn cắt chân đi xe công suất ra, hai bạn nhả ra cho nó nhanh, tùy bạn nha. Bạn thử xem. Đấy, chúng ta đang sửa bo trụ lạnh LG in Việt Tơ. Các bạn xem like, chia sẻ, comment để biết nhé. Cảm ơn các bạn. Cháy không? Bây giờ mà nó cháy là nó nhả là nó nhả. Anh còn này không? Ở đâu rồi? Rồi chúng ta gỡ xe công suất bị cháy ra nha. Rồi chúng ta sẽ thay xem trước, nhưng mà trước khi đó một phải xem là điều kiện trước, trước khi chúng ta thay thì các bạn phải thay là điện chở sinh và điện chở 6 đường lạnh nha. Cái quan trọng là chúng ta có xe lái để mà thay nè. Đấy, thấy chưa? Cái quan trọng là có xe lái để mà thay. Đấy. Bo này cái gì mình cũng sửa được cả, mình đều có cả. Cái quan trọng là mình đều có, cái gì cũng đều có thay, mình mới nhận giá được. Đấy, nó đơn giản là chỗ đó. Các bạn có những câu hỏi nào xoay quanh về bo tủ lạnh với lại máy giặt, các bạn có thể comment. Đôi khi mình thấy các bạn hay inbox vô cái hộp thư, nhưng mà mình nhiều khi không có thời gian để trả lời riêng cho các bạn. Tốt nhất là khi mình đăng live trực tiếp thì các bạn có thể comment, mình sẽ trả lời trực tiếp cho mấy bạn luôn cho nó nhanh. Thank you.
hậu đổ này nè, nói chuyện cũng vô duyên nè, đang lai hả, hậu đổ này đi, đổ chí cho ra đảo luôn nè, đấy, nói chuyện vô duyên, đấy. Xóa luôn rồi. Nói chuyện vô duyên. Ừ, anh đang lai hay là em đang lai cái gì? Đang lai hả? Nói chuyện với ông nội ông ngoại này cái gì? Tối tối còn có miếng khùng nữa. Rồi, ok, bạn đã gửi tới đâu rồi? Em chụp con này nó đâu có ý nghĩa. Cái quan trọng là con này nó có phần mềm, nó lập trình bên trong ấy. Em hiểu không? Chứ còn em mua con xe, em mua nó bán xe trắng vậy, nó không chạy được. Ủa gì mà ủa? Ủa mửa gì? Sao giống được? Con nhớ là chương trình nó khác, con này nó khác. Thế là mình phải nạp chương trình. Đúng, mấy con này phải nạp chương trình nó mới chạy. Chứ em mua con xe trắng gì nó sao chạy được. Em mua con xe trắng vậy thậm chí là cái bo, cái lốc nó khác nhau. Là người ta lập trình cho nó khác nhau rồi. Cho nên là khi mà em mua cái con này là nó phải có lập trình thì nó mới chạy được. Chứ còn em đi mua xe trắng thì sao chạy. Cho nên là không có chuyện mua xe trắng được đâu. Đúng chưa? Ở ngoài thì trên những cái trang mạng quốc tế người ta đều bán những con xe này cả, nhưng mà mua về nó không chạy. Vừa rồi có một bạn chụp cái con xe kia, cái thầy bán con xe thầy nó đấy, thầy nói là nếu như bán thì bán về thầy không chạy, đáng chịu cái kế cứ bán cho em đi, thế là mua xe trắng rồi cho nó thiên thu nghìn năm vẫn không chạy. Đấy, làm sao chạy được. Cái con xe, những cái con vi xử lý và những con xe lái là những con xe người ta có lập trình, chứ không phải là mua con xe ở trên trang mạng bán về là chúng ta gắn cho chúng ta chạy, nó không phải vậy. Nó bẻ chân gần gần người, nó bẻ chân á, bẻ kỹ cái tay nó đấy. Thì chúng ta bạn này đang nhả con IC công suất ra, còn phải nhả con lái ra nữa, rồi phải thay điện cho sinh nữa. Nghe tôi hỏi các bạn biết điện cho sinh này bao nhiêu ohm không? Đấy, chạy tính dính nữa đấy, chưa không có bạn bè anh em hỗ trợ, bạn dính thường xuyên. Cho dù bạn có cái bo, bạn sửa, bạn không biết điện giáo sinh thì cũng không xong với nó đâu. Các bạn xem like, chia sẻ, comment thầy nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Bạn nào có những câu hỏi nào xuyên qua nhiều môi tủ lạnh với lạnh mới giặt, mà các bạn trong quá trình mà các bạn đi làm mà các bạn gặp phải những cái lỗi máy như thế nào đó, những cái hiện tượng hư hỏng như thế nào đó, các bạn hãy comment hỏi thầy trực tiếp, thầy sẽ trả lời cho các bạn luôn. Thầy hay đây mỗi ngày giờ lúc 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa mỗi ngày. Và nếu như mà các máy đông quá thầy làm không kịp thì sẽ like luôn buổi khuya để cho mấy bạn nha, vào xem. Đây là cái cách một bạn sửa máy khi mà bạn vô học của thầy, thầy hướng dẫn cho sửa thì sau này về quê là biết sửa luôn, chứ không cần phải phải nói cái câu là về quê từ từ có kinh nghiệm về sửa, tôi nó không có chuyện đó đâu. Các bạn yên tâm, đừng có mơ tưởng trên cái vấn đề đó. Ở đây có thầy hướng dẫn cho sửa trực tiếp, còn sửa không được thì huống gì về nhà mà kêu làm từ từ có kinh nghiệm. Vậy tôi hỏi làm bao lâu để có kinh nghiệm, cái quan trọng là bao lâu có kinh nghiệm khi mà ở quê nhà bạn máy không nhiều như ở đây. Chúng ta nhắc định câu đó. Ở đây máy nhiều sửa thấy bà, sơ đồ mạch này kia,
có mà còn sửa hỏng kham, về quê làm sao sửa được mà có kinh nghiệm. Cái câu nói đó của một số bác dạy nghề nhà ta nói xong rồi nhưng học trò đi ra sửa máy có được đâu đó, rồi cuối cùng bỏ nghề luôn chứ làm gì được. Còn ở đây thầy đang có khuynh hướng dạy cho mấy bạn sửa được ngay mà lúc các bạn còn học ở đây, về quê thì mới phát triển được. Em chấm chị nhã mặt như vậy thì em chưa hiểu được chị nhã mặt rồi. Ừ, bây giờ em muốn cho chị nhã mặt chạy xuống dưới thì em phải có nhựa thông, chứ không có nhựa thông nó không bao giờ chạy xuống dưới được. Và khi mà em kéo rơi như vậy thì em phải nhắm độ là cái chân nó có rơi hay chưa. Đấy, em phải nhích nhích xem cái chân có rơi hay chưa. Các bạn thấy đó, làm mới có kinh nghiệm. Chứ còn các bạn thấy người ta cầm cái mỏ hàng lên mà các bạn tưởng đâu các bạn cầm cái mỏ hàng lên các bạn cũng làm được như người ta hay sao? Không có. Đúng chưa? Làm và cầm cái mỏ hàng còn phải biết là cái độ mỏ hàng là bao nhiêu, tức là để cái mỏ hàng độ cao, độ thấp, độ nghiêng, độ xéo này kia như thế nào nữa kìa, chứ không phải là có mỏ hàng cầm lên là hàng được. Không phải như vậy đâu nha các bạn. Các bạn thấy người ta hàng con điện trở dán, các bạn thấy người ta hàng con vi xử lý, các bạn nghĩ các bạn cầm mỏ hàng lên là làm được sao? Không có đâu. Tất cả đều phải có thủ thuật và đều phải biết cách để mà làm, chứ không phải là cầm mỏ hàng lên. Nếu như một người mới vô cầm mỏ hàng lên mà cũng hàng được con vi xử lý thì điều đó không bao giờ là có thật. Đúng chưa? Cho nên hàng được vi xử lý cần phải có sự khéo léo, có sự tập luyện, chứ không phải là hạ dạy học sửa bo mạch mà suốt mà không cho người ta thực hành thì rõ ràng đây là một trò lừa gạt. Tại sao? Làm sao làm được, không cách nào làm được hết. Đó là thực tế. Cho nên lấy tiền của bạn được, tôi phải đào tạo cho bạn có cái nghề để về nuôi vợ nuôi con. Đây là chính quy. Đó. Chứ không phải là chúng ta lấy tiền của người ta rồi bỏ mặc người ta, nói về đi từ từ làm có kinh nghiệm. Đây là một điều sai, không đúng. Rồi xong chưa? Hả? Sao rồi? Bạn nhả được chưa? Lông chưa? Lông thì bạn sẽ lấy đồ hút chì mà hút ra bớt. Rồi xong bạn lấy đi xem lông. Chúng ta đang hướng dẫn cho học trò sửa bo tủ lạnh LG Inverter bị cháy nổ IC công suất, cháy luôn cả điện trở sinh. Nó hư rất là nhiều cho nên là chúng ta cần phải chỉnh sửa lại. Và bo này thầy nhận của khách là 800. Hồi nãy là đứng được 300 rồi đúng không? Bây giờ chúng ta làm thêm 800 nữa thì có 1 triệu mốt, ngày mai chúng ta đủ tiền ăn sáng. Chứ không thôi không đủ tiền ăn sáng đâu. Đấy. Sao rồi, bạn nhả được chưa? Bạn thấy chân nó rơ không? Sao mới nãy bạn không dùng phương án cắt cho nó nha? Hả? Nó sát hả? Ok. Đâu, thầy xem thử xem. Cái kính của bạn đâu rồi tắt. Cho thầy xem. Ok. Đâu, thầy xem. Nó rơi chưa? Thầy thấy nó rơi chưa? Thấy nó rơi chưa? Đúng. Rơi rồi không? Rơi chưa rồi? Hả? Cái này thử cái nó hút nó kìa. Sao cái cao su đâu? Cái cao su đâu? Trời ơi, đất phải làm, phải mua nó chứ, để hư mặt của người ta. Phải mua ngay rồi chứ. Nè, như vậy nó sẽ hư mạch của người ta này. Không đơn giản đâu.
Vừa bị từ đấy cắt bên đấy cắt được rồi. Ừ. Che. Bên này hàng bên này. Con nó cháy khét lẹt. Chắc là anh cứ thôi. Rồi, bây giờ bạn hút chấm chân đi, trời nó cháy luôn cái mặt kít rồi. Nó cháy luôn cả mặt kít rồi đó. Rồi bạn hút chấm đi nè. Bây giờ sửa được thì có 800. Các bạn đừng có kiến cá trộn canh. Cái mạch nào mình cũng phải sửa, mình mới có tiền. Các bạn nhớ vừa rồi chúng ta sửa những cái bo xăng như bị chảy keo không? Được bao nhiêu tiền? 150 à. Là làm cực không? Trong khi đó cái Alac đó làm 300. Bạn kia cổ. Nhưng mà bạn kiếm tiền nhanh bạn làm không? Bây giờ bạn so sánh thử cái xăng vô và cái này coi, cái bạn làm cái nào? Bạn làm cái nào? Bạn trả lời cho tôi nghe đi. Bạn làm cái nào? Bạn làm cái này, thứ nhất nó không dơ tay bạn rồi nè. Phải đúng không? Cái thằng kia nó chảy keo, đụng nó dính tùm lum tay chân mình, nó dính tùm lum hết. Phải vậy không? Mà có 150 ngàn à. Mà trong khi đó cái bo Alac nó rất là sạch sẽ. Thay vô một cái có 300 ngàn. Như vậy bạn còn chê kén cá trộn canh làm cái gì? Phải đúng không? Có tiền là làm. Có cái ngon thì có cái dở. Có nạt thì có mỡ. Đúng không? Đúng chưa? Chứ làm sao mà có cái ngon cho mình hoài, không có đâu. Như bo này, như cái bo đó, rồi thấy không? Có những cái bo mà khách hàng mang tới cho chúng ta, thợ nó phá đây, cái bo đây kinh đó, bạn thấy không? Bi xử lý cũng chết, bam cũng nổ, nguồn cũng hư, cái gì cũng hư hết mà mang tới cho mình. Bây giờ khó không? Phải không? Không có nạt, cũng không có mỡ luôn, còn xương không à? Phải không? Thì sao? Còn xương không thì sao? Bình hướng xử lý thì sao? Thì chúng ta phải mài cái răng chúng ta cho sắc lên. Mài răng phải không? Nhai xương, nuốt tủy. Đấy. Chứ làm gì có cái chuyện mà bỏ qua. Đấy. Mới có tiền chứ. Ở đâu mà cái bo khó, cái bo cũ không làm. Bo mới sửa đắt quá cũng không nhận. Thì thôi, cái tiệm chúng ta sao mà phát triển được. Cái đó sự thật mà. Cái gì cũng làm hết. Có tiền mà hợp pháp, chân chính, sức lao động là làm thôi. Không chịu chối. Đúng không? Có một cái như vậy. Nếu khó quá mà nhận giá, mình thấy là cái thời gian lao động của mình mà nó nhiều quá, mà tiền không bao nhiêu, phải không? Thì mình nói khách. Mình nói khách luôn. Bây giờ cái bo quá nó khó quá, giờ như giá vậy đó, anh chịu thì em làm. Còn thôi thôi. Giống như vừa rồi chúng ta nhận cái bo yêu đi đó, bạn nhớ không? Cái bo đi mà chúng ta nhận xong khách nó không chịu đó, phải không? Nhớ không? Nhớ vụ đó không? Thì bây giờ nhận, bây giờ giá nó không chịu, bây giờ của anh này cũng chết con lái nè, chết con xem trước nè, nhận anh 800 mà anh không làm đâu, anh trả. Thế thôi, chứ còn cái nào cũng là cũng làm, có tiền là làm, miễn hợp pháp là làm, chính đáng là làm. Rồi, hai con điện chữ sinh biết là chữ sinh bao nhiêu ôm không? Đó, các bạn thấy không? Cái này thì các bạn muốn biết điện chữ sinh bao nhiêu ôm thì các bạn nhắn lên nhóm giữa nội bộ. Nhắn lên nhóm giữa nội bộ thì anh em người ta làm cái bọn này rồi, nó chụp hình rồi. Thì người ta sẽ biết là điện chữ sinh này là bao nhiêu ôm. Đấy, đúng chưa? Đó. Cái mã bo này thì con điện chữ sinh chúng ta là 100 milliohm. Không nhớ thì ghi lại, cái này là cái mã bo nè, mã bo là cái này nè. Mã bo là cái này nè. Thấy chưa? Đó, thì đây đối với này là 100 milliohm. Thì bây giờ chúng ta không có con 100 milliohm thì chưa. Giờ chúng ta sẽ lấy hai con điện trở 50 milliohm chúng ta nối tiếp lại đây.
đây hai con nè, mỗi con 50 milliohm. Chúng ta sẽ nói tiếp con này lại để thành 100 milliohm. Đấy xong rồi đó, được chưa? Đấy, bên 100 milliohm này thì chúng ta gắn vô. Các bạn vô xem like, like chia sẻ comment thầy nha. Cảm ơn các bạn. EBR 80 64 73. Có thắc mắc gì thì có thể comment hỏi thầy nha. Để xin 100 milliohm. Đấy. Các bạn vô xem live thì các bạn coi lâu lâu thì các bạn cũng lượm lặt được một mối kiến thức nào đó. Ví dụ như cái mã bo này là mã EBR đúng không? 8061 gì đó. Thì điện cho sinh cái mẫu bo này là 100 milliohm. Để sau này các bạn gặp cái bo bị nổ thì các bạn nhớ ở trong cái buổi xem live đó, mình nhớ là mình có xem live của cái bạn này, họ live cái bộ điện trở sinh này, họ nói 100 milliohm thì cho biết bây giờ nó nổ, nó cháy cái kiểu mà nó banh sát luôn rồi thì các bạn biết nó bao nhiêu milliohm đâu, đúng không? Các bạn chỉ có bó tay thôi, không làm gì nó, ngoại trừ các bạn mua có một cái bô gốc, một cái bô mẫu thì các bạn biết. Nhưng mà đối với thầy đây thì mấy cái bô này thì có chụp hình hết trơn ha. Đó chứ các bạn đừng có tưởng không, thầy không có, thầy có hết trơn ha. Đấy. Một trăm milliohm. À, điện trở đường lạnh thì chúng ta có 6 con, mỗi con là 100 ohm. Rồi các bạn phải kiếm những con 100 ohm đi đã. Chúng ta có 6 con. Rồi chúng ta sẽ thay 6 con. Thời gian các bạn sẽ hơi lâu nếu như các bạn ngồi các bạn xem cái video này. Nhưng cái gì cũng vậy, các bạn xem thì lâu lâu thì sẽ nói được một cái kiến thức gì đó, các bạn có thể học hỏi thêm. Rồi các bạn có thể gắn mua hàng, các bạn kiếm những cái con điện trở 100 milliohm hậu thay. Thôi sorry, 100 ohm hậu thay. Đúng chưa? Đấy, chúng ta sửa là chúng ta sửa rõ ràng mỗi ngày, chứ không phải là chúng ta dạng như là chúng ta muốn chơi chơi không có. Khách hàng đưa bo tới như thế nào chúng ta sửa như thế nào. Elast thì chúng ta sửa rồi. Rồi các bạn nghiệm được cái nào gì Elast chưa? Đấy, các bạn nghiệm được không? Đấy, bây giờ các bạn sẽ qua cái mô này. Elast nó khá thông minh trong vấn đề bảo vệ đấy các bạn, không đơn giản nó đâu. Bo này thì chúng ta đang gì? Đang tiến hành gì? Làm được phần công suất. Đấy. 100 milliohm có không? Không có thì thầy lấy cái bo sát vào cho. Còn không? Còn điện trở 100 milliohm chứ không? Chưa hết đâu, còn con điện trở sinh của nó nữa kìa. Đấy, con điện trở sinh của nó nghe cái con điện trở nó tiền chân sinh bị đứt luôn rồi. Con điện trở nó chân 2 chân 3 bị đứt rồi. Nhìn cái con điện trở chân 2 chân 3 coi, đứt không? Điện trở nó thì chân 2 chân 3 đứt không? Đấy, cái nguồn điện trở nó thì chân 2 chân 3 đấy, đứt không? Không phải 64 ký, con đó có bao nhiêu đâu? Bạn mở sơ đồ tủ lạnh LG là cho thầy xem coi. Bạn có sơ đồ tủ lạnh LG chưa? Đấy, bạn thấy giờ nó đứt luôn rồi. Cho nên bạn sẽ gắn, nếu như bạn không thay nó, bạn gắn nó cũng không chạy được. Một khi mà con IC công suất của tủ lạnh LG mà nó nổ hoặc là nó bị chập này kia thì có vô điện trở đường xe nó cũng bị chết đâu. Có không? Còn không hỏi, đi chở 100 em còn không? Xem là cái bó tu vậy thôi. Bó tu xí đa. Sao một cái cây đây còn một con này. Để một con. Còn
Còn không? Còn không? Chưa đủ thì chúng ta sẽ lấy thêm bò. Xem có còn không? Đây nè. Đây nè. Xem có còn. Đây hai con. Bó này còn không nè. Đấy, chúng lấy qua. Đấy, các bạn xem thấy bạn thấy không? Sự khó khăn của vấn đề sửa mặt phải cực công chứ không phải là chúng ta sửa mấy ngày mấy đêm xong rồi ra quay cái 5 phút nói ừ xong rồi không có đâu. Thầy ở đây là cho mấy bạn sửa từ đầu tới đuôi chứ thầy không có sửa trước đâu. Đấy các bạn thấy là nãy cái khối nó còn y nguyên mà. Thầy cũng thầy mới nãy thầy kêu các bạn Kiệt đem qua thầy còn nói em đừng có đụng tay vào cái chỗ bị cháy đen nha. Để nó mất dấu tích. Đấy, tức có nghĩa là gì? Chúng ta tôn trọng cái dấu tích luôn. Tức là cái bò người ta cháy như thế nào đó thì để nguyên như vậy rồi đem qua sửa chứ không có cần phải chà rửa sạch sẽ gì cả. Tại cái bò người ta cho nó đủ người ta nói vậy mà thì đem qua sửa đi, bắt đầu sửa đi. Nếu thầy chỉ hướng dẫn, thầy chỉ là người đứng vai trò hướng dẫn, bạn sửa đi. Còn vấn đề lý thuyết tụi đúng không, thầy giải hết rồi, cho nên là đừng có nói vấn đề lý thuyết với thầy nữa. Giờ cứ sửa là kiếm tiền thôi, chỉ cần 2-3 tháng thôi về quê sửa là kiếm tiền thôi, chứ còn hoài không được có nói lý thuyết gì hết trơn. Khách đưa bo tới là biết sửa. Còn nếu như gặp cái vấn đề khó khăn nữa thì nhắn lên nhóm Zalo nội bộ. Đấy. Rồi cái con lái nãy để đâu nhớ không? Coi chừng hồi nó lạc con lái đi mất tiêu nó hồi kiếm nha. Con lái còn xem sức đâu. Rồi nhớ nha, đừng hồi nó lạc nha. Cái này lấy cái ít thôi, cho nhanh. Anh lấy hai con hay chưa? Đây chó nhanh đi, đây con giải 6 con sẵn luôn nè. Này nhập quá rồi, nguyên quá luôn hả? Đấy có sẵn luôn. Ôm mai thay rồi nè. Hả? Mai để rồi. Còn mấy chỗ khác đâu phải chỗ đó không đâu. Mới lấy xong. Rồi chưa? Bạn này nhả xong mấy con nó chưa? Nhả rồi, em cũng có một. Rồi em phải thay con rồi để chảy xanh trước. Đánh nhà con này. Rồi, ok. À, nó gian nan đấy. Giờ để thầy né được. Để được, để lấy con này nhé. Cái con Hà nó vào. Đấy.
Các bạn xem like chia sẻ comment thầy nha. Có những câu hỏi nào xét quanh gì bo đủ lại mới dạy. Các bạn có hỏi thầy trực tiếp thầy trả lời cho mấy bạn luôn nha. Nhà mà trước đi không chơi được, chắc một lỡ mai đụng tay vào cái. Cảm ơn các bạn đã xem like. Đụng tay vào cái là nó. Thầy like cho các bạn thấy là cái gì sửa bộ mặt ở đây thầy dạy là sửa trực tiếp trên bộ mặt của khách hàng mang lại. Để nguyên dấu tích luôn và hướng dẫn cho các bạn sửa. Để các bạn có đủ tự tin. Để sau này các bạn về quê thì sửa máy kiếm tiền luôn. Chứ không phải là về quê mà sửa mới lấy kinh nghiệm này kia theo một số cái người ta nói không. Ở đây thầy hướng dẫn là về quê là sửa được luôn rồi. Chứ không có cần phải về quê lấy kinh nghiệm thì nó không cần thiết vậy đó. Đấy, bạn này lấy được chở với còn những con nào nữa không? Các bạn lật lại cái sơ đồ LD, các bạn xem thêm sơ đồ tủ lạnh LD đâu. Bạn úp sẽ úp ngược lên trong nhóm chừng chứ, cho bạn mới sẽ có luôn. Sơ đồ tủ lạnh LD. Có úp ngược lại cho bạn để bạn mới có sơ đồ nha. Đồ nó con. Bạn này đang gỡ con lái nha mà. Đang gỡ con xe lái bị chết một lệnh rồi, bị chặt một lệnh xuống mát rồi. Bạn này đang gỡ con xe lái nè. Để hai con lái khác à, nhớ nhớ là chút nữa phải gắn con chở sinh trước nha. Rồi nhớ mình chở sinh hai đi chở sinh thì là 100 milliohm, chúng ta không có còn 100 milliohm thì lấy 250 chúng ta nói tiếp nha. Chưa nãy giờ chưa thấy tháo gì đâu, chưa đâu. Em đi tháo, nhưng vừa cầm cái voi rồi. Rồi tháo con lái luôn rồi phải không? Ok ok. Rồi nó tháo con IC công suất và IC lái ra luôn rồi các bạn. Nó bị cháy bên phần công suất. Quá nặng này. Giấy mà khói bốc lên cao. Rồi, hai con đó, mỗi con 50 mg, hai con là 100 mg. Bán hàng sao cho khéo, đúng không? Chỗ đó hơi khó lắm. Hai con nói tiếp nhau hơi khó cho bạn đó. Bán hàng cách nào? Hàng đứng lên được không? Hàng cho hình nha, hình cái nón lá được không? Hình ra đây. Cái kiến thể đâu? Đúng rồi, dựng cái kiểu ngôi nhà này. Cái kiến đâu mà ta? Kiến đây. À, hoa đường vẫn đó. Đâu thì coi. Đây. Ok. Rồi, bạn dựng hình cái ngôi nhà đấy. Chơi luôn. Đấy. Cái quan trọng là cái chỗ này nó có dẫn điện không nè. Em phải tách chỗ này nè, chỗ này nó cháy nó sẽ dẫn điện nè. Em phải tách chỗ này ra nè. Đầu em phải cạo nó sạch đi, nó trắng đi. Cái chỗ cháy là cái chỗ thang, nguội thang nó sẽ dẫn điện đấy. Đấy, phải sạch sẽ nha. Những cái chỗ cháy là em phải cạo cho nó trắng đi. Những chỗ cháy là những chỗ dẫn điện. Nhớ nha. Họ xuống rót điện nước. Mày mở tủ lạnh rồi lấy cho thầy lon cà phê luôn. Đấy. Đi đường đừng có hút nha. Nếu bạn nó đang sửa bò tủ lạnh em đi còn hay phê không? Được bà. Nó cháy nhiều quá mà. Ôi xem xuất cháy banh sát luôn. Nổ banh sát thì xem xuất cháy luôn cả đi chở sân. Chết luôn cả con lái luôn. Cái hàng loạt. Rồi chúng ta phải dựng lại cái bò.
Có chuyện gắn nặng đấy. Con dao. Con dao nè. Cạo cái lên cạo biến. Bớt hai cái lưỡi xong gì đó. Nè. Sáng còn nước lên. Này có phải 100 ml không? Số bao nhiêu? 100 kia chữ sáng luôn rồi. Em mới bấm vô cho mở cái đấy rồi em có. Số không rồi. Bạn xem like vô like chia sẻ comment thầy nha. Thôi chị hỏi hỏi nó thu nó trà em chứ hỏi nó dở vậy không không lấy 10 gì cho 10 cũng không hỏi nó dở vậy hả hỏi trà
đây nè. Trời ơi, lượt qua lượt lại nè, nó xe lớn nè. Sao được không? Có không? Có không? Có điện cho xanh chưa? À, có điện bí điện cho xanh. Sao lạnh? Dở gì hết cha. Nói này hư hả? Rồi được chưa, gần xong chưa em? Rồi không? Dễ đuối không kìa? Ai biểu kêu khoai ảnh chi gì đó. Cái này nó được đặt đặt, nó không mở rồi. Mở đi. Nó được đặt, nó mở lắm mày ơi. Mở là nào? Đáng chịu. Một con xe chào bạn Hoàng Công Lãng. Tao giờ có thấy không? Yay.
Thôi à, quá phơi pha đúng không? Ở đâu có dễ. Ok chưa? Rồi bạn hàng con lái vô chưa? Mấy con điện trở 100 ôm thay chưa? Nhớ bọn nó kêu mày để nó chụp hình đấy. Làm đi, làm công chuyện đi, chúng ta đang quay video mà chuyện gì làm cái đó là có được, chút nữa đi mình chạy tao. Mình đang quay video cái này mà. Rồi gắn đi trên xanh đi. Mấy giờ đó? Mỗi lần các bạn làm rồi các bạn không để lại vị trí cũ, rồi bây giờ các bạn làm các bạn kia tìm không thấy, mấy bạn rất là lạ lùng, làm xong mà đồ dục dục đâu, nó ngồi lạ chỗ đó, đó. Làm xong dục đâu không à, rồi tới chừng tập cần á cái tìm không thấy ở đâu trong đó kiếm, đừng có giả bộ. Tao ghét mấy thằng mà giả bộ giả nai lắm, không bao giờ có ở cái mấy cái học của thầy á, đừng có bao giờ mơ, tại vì chả ai mỏi vô cái học đâu mà tìm, đúng không? Ví dụ như mày lại cái túi quần kiệt mày tìm có cái nhíp không thì quật mai, đúng rồi, cái học của thầy có gì đâu mà kiếm trong đó, có nhiều khi nó kia nó lấy cái nhíp nó nhổ gì đó thì quật mai có, mụn mẹ chứ làm gì mà trong cái học của thầy mà có, đó đó phá đó, thấy không, thấy không? Mày đi phá chơi đi, phá quá à. Mà rồi mang một cái gì kiểu như xếp bài xưa xếp nhà một bài cho người chỉ chân thế nào nhé, thế rồi thử xem. Đấy các bạn thấy làm cực không? Cực lắm chứ bộ. Đúng không? 800, 900 ngàn, 800 ngàn làm cực lắm. Đâu có vậy đâu. Đừng có rung để cho người ta hàng, cái thằng đi quá đi lỡ hoài. Ngồi im này, ngồi im nào. Ấy. Ờ,
xây mãi nha. Rồi chưa? À, Nguyễn Xiến với thằng Xuân Nguyễn. À, là hai vợ chồng đó mà. Thấy Nguyễn Xiến đang bán, thằng Xuân Nguyễn cũng đang bán. Ôi trời đất ơi, thì ra hai vợ chồng. Rồi xong giờ tới đâu rồi? Ôi trời ơi, lâu không? Phê pha không? Đấy, bạn thấy không? À, mò khi mà làm một cái mò phải có quá trình nha. Các bạn đừng có tin ai mà cái kiểu mà lâu lâu cái xong rồi nha. Các bạn quay 5 giây xong rồi để sửa được. Các bạn thấy không? Cái này là nãy giờ chúng ta làm giá trị thủ công, không có những vấn đề thuật toán gì hết á. Cái này là chỉ là đơn thuần là xem sức nó cháy nổ, thay xem sức. Con lái hư, thay con lái. Điện giáo sinh Đức, thay điện giáo sinh. Đấy, chỉ có nhiêu đó công đoạn thôi các bạn. Mà các bạn thấy nó lâu vậy đó. Cái này là nó không có giống như ERAC đâu, phải không? ERAC nó cần phải hiểu biết, phải không? ERAC nó cần phải hiểu biết mới sửa chính xác được. Còn cái này là chúng ta thấy điều kiện vật lý. Mà chúng ta cái gì mà thấy điều kiện vật lý thì nó lại dễ sửa hơn. Mà thấy điều kiện vật lý mà sửa còn phê pha vậy đó.
hai con lái hả? Hai điện cho hai sáu sáu điện chở. Đấy, mấy con điện chở sáu đường lại nhưng mà nước hết sạch, nước sạch. Bây giờ phải hàng từng con từng con từng con, phải không? Làm biết làm luôn ha, về quê là ngon lành. Phải không? 6 đường lệnh thay 6 con không mà phải pha luôn. 7 con. 7 con. Đâu phải như bo ngày xưa đâu mà con linh kiện bự bự đâu. Bo bây giờ linh kiện nó bé tí này đi à. Không luyện tập tay nghề, không luyện tập cái mối hàng làm sao hàng được. Các bạn thấy rõ không? Mới vậy thấy người ta làm được à, mấy cái bạn có tưởng nghĩ mình làm được không phải vậy. Nó khó lắm. Sáu con hàng được chưa? Xong chưa? Rồi bạn phải coi nè, cái chân CN nè của con xe công suất này nè, với điện vệ sinh nó có một con điện chở nữa. Hai con đến luôn. Cái con đó bao nhiêu? Trăm luôn. Hay luôn chưa? Thấy cái con dắt nó dắt ngang qua mà. Trên 2 3. Đấy, em phải coi sơ đồ đấy. Mở sơ đồ coi. Đấy, mình gửi sơ đồ mình coi sơ đồ đủ anh em đi thì đã cho mấy bạn rồi. Đâu có chạy đâu thoát. Bây giờ các bạn không cách nào chạy thoát thầy được hết trơn á. Tất cả các cái này thì cho hết rồi. Đấy, có sơ đồ ức ngược là cho bạn mới là có sơ đồ luôn. Thấy được không? Mày có sơ đồ chưa? Chưa. Tủ lạnh eo đi. Đó, nó 200 ohm. Đây, thầy chia sẻ lại cho. Thầy em có thể lấy 100 ohm cũng được. Rồi, ok. Các bạn vô nhóm coi đi. Đấy, nhìn thấy được không? Nó nằm ở chân số mấy các bạn? Ở chân số 3. Nhà chân số... số 2. Nó lì hai chân đấy, thấy không?
1 3 có một con. Thì 1 3 đấy. 1 3 có thì thay rồi ạ. À? Ừ. Thay là một con 100 ôm. Rồi ok. Nó 1 3. Đấy. Xong chưa? Rồi chân số 4 nó chạy về vị trí lý, nó có lại còn một con điện giảm 100 ôm nữa. Số 4 chạy về vị trí lý. À lúc đấy con. À ghé mua đấy. Ghé bao đấy. Rồi đâu mấy trụ bề áp của con nào chậm hơn nữa nè, thấy không, những cái con điện trở mà vòng nó chết sạch. Cái quan trọng là bây giờ bạn phải khôi phục lại trước rồi bạn mới gắn con khác được, thấy không, bạn thấy chết sạch không? Một khi mà con xem sức mà nó nổ quá hoặc là vòng nó chết sạch, đừng mong mà nó không sót. Trên thẳng nó ghi bao nhiêu? Con to đó, hai con phân cực, một con làm gì có kỳ vậy? À, 47. Ba con là phải giống nhau chứ làm gì có một con phân cực, con không phân cực. Ba con 47. Ba con 47. 47 mà đo lên được 53 hả? Là con đó đang hư á. 51. Đấy. Cái con mà 47 mà đo được 51 là nó hư á. Đúng rồi. Tại hai con học, con 51 con 53. Thấy chưa? Đây mình sẽ lấy một hồ đo tủ con đo thử nha. Đây thì lấy một hồ đo tủ cho bạn đo. Nó phải có nguyên nhân. Sao? Bốn ba ok rồi. Ba à, thôi cũng được không? Các bạn thấy không, đồng hồ kia đó là xe bé hết, xe bé bé hết. Thôi bắt đầu gắn con lái vô chưa, thử xem bước mặt không, có đứt mặt không, nó hay chết sạch không, sạch hết, bởi vì phải làm dựng lên cực lắm. Rồi tiếp tục đi. Đấy, giải học trò là phải giải vậy đó, nó làm cực vậy đó, sau này nó mới thành công. Làm gì có cái chuyện mà làm 3, 7, 2, 1 xong cái ban, làm gì có cái chuyện mà con trụ hư con trụ thay cái sao chạy, làm không có đâu. Một khi mà cái bo nó cháy nổ rồi còn thấy là rất là ngồi dựng thôi không, chứ không có cái chuyện mà thay con trụ lụm liền tiền, thay con điện trở lụm tiền, ban giả tạo cũng có đâu, ở đây thầy không có ban giả tạo đâu, ban thực tế không à. Cái bo này là khách hàng đó, lúc nãy các bạn xem thầy đưa cái bo cho bạn là thấy nó cháy đen thui cái bo đó,
Thì bắt đầu thầy còn thầy kêu kiện đem qua, thầy còn nói là mày đừng có đụng vô cái chỗ đen đen nha, bị cháy nha, bắt không mất dấu tích. Một khách hàng mang lại có dấu tích đàng hoàng để cho học trò nó sửa, nó được làm. Đấy. Này không mày nói hỏi bắt mày làm là thấy bà luôn đó. Dạy học trò là phải có khổ ra, phải làm thật khổ thì mới sau này mới giỏi được. Làm gì có cái chuyện mà hai con tụng hai con điện trở xong cái chạy rồi cái cho học viên nghỉ, trời ơi trời, nó làm mấy tiếng đồng hồ mà phải ngồi theo nó, sẽ chỉ dẫn nó tâm đầm gì, có tâm có tầm gì mà học trò không dạy cho nó thành công, rồi tâm đầm gì phải dạy của nó làm được thì mới gọi là có tâm có đầm. Nó ngồi nó làm mình phải theo nó. Nó cái nào nó không biết thì hướng dẫn nó, dạy nó. Có đây có một chùm cảm biến đây. Rồi sao rồi? Đây chưa? Đóng xong lại chưa? Đóng xong lái chưa? Rồi. Còn làm sức. Nhưng mà đóng xong con lái rồi em phải đo điều kiện. Em cắt nguồn vô, em phải đo điều kiện là con có thể được đón đi về đó bao nhiêu.
thì thông thường có đại bóng trên là 2,5 vân. À cái đó là nó báo thì nhìn sinh đó, em phải có sơ đồ đấy, em nhìn sơ đồ đấy. Rồi sao? Em phải cắt nguồn vô trước, em kiểm tra xong em đắp công suất vô. Chứ chưa gì mà đắp công suất cái gì? Cảm biến làm gì, đừng có màu mè. Cái bo điều kiện ok trước khi đặt cảm biến tính sao? Bây giờ cái bo chưa đóng công suất vô kiếm cảm biến làm gì, chờ chút tính. Bây giờ đo điều kiện cơ bản trước đi, xem như thế nào đã, đúng chưa? Điều kiện cơ bản của cái toán điều gì bị lý trong lúc này là 2,5. Coi có đủ rồi, nếu như mà bị sai phải chỉnh sửa lại rồi mới đóng công suất vô. Nhớ của điện gia sinh hàng cho chắc nha, đừng có hàng lỏng nha. Rồi bật rồi, quá tải đi. Rồi chưa, xong chưa? Rồi nhớ đừng có đo lộn đồng hồ nha, để đồng hồ đo trụ qua bên đi. Để hồi chết đồng hồ đo trụ, đo vô cái chết bạn đồng hồ đo trụ. Rồi ok. Mở nguồn chưa? Rồi, em đo coi, điện như thế nào? Có bị nổ cục chì không? Có đứt cục chì không? Chặt cái đó có đứt cục chì không? Có điện vô chưa? Rồi nó cầu chì. Rồi thấy phê pha không? Trước khi nó cầu chì đo trụ nguồn 300V coi có bị giảm gì điện dung không? Đầu trụ nguồn 300V nội bị giảm gì điện dung sẽ làm tới bị nghiêm ngặt nghiêm trọng. Trước tiên đo trụ nó có điện chưa? Không có điện thì mới đặt đồng hồ đo trụ vô đó. Bao nhiêu mi?
một cái tủ nguồn 350 giảm thì nó sẽ làm hư hỏng rất nhiều. Đúng không? Thì em cứ xem coi. Nói tiếp thì khác. Nói tiếp thì nó sẽ giảm. Rồi ok, 100 đủ. Rồi tiếp tục đi. Mấy A? Nó nói cầu chì trên thân cầu chì ghi là mấy A hết. 15 gì thật chân trắng chưa cái hiệu trên chỗ mặt nữa chà đã đảo rồi bao nhiêu em cứ nói sẽ gì qua chứng đi đã đến nói gì nói mặt đó chắc chắn chứ. Đang quá tải. Trước tiên là con cậu đó em có chạm không? Mà em đã nói gì nữa mà? Em đúng chưa? Sơ sẩy là chết. Rồi chưa? Theo yêu bạn mở quá tải giùm thầy nha. Rồi thử nè. Rồi.
Đó, đo chân con đi xe à? Ờ, đi xe. Đi xe 32. Rồi, xem bao nhiêu con? Có điện chưa? Hay là nguồn chết luôn rồi? 300 con có chưa? Kẹp cái cạch mít chưa? Ok, rồi rồi, bây giờ em đo coi 300 con có chưa? Đo từ 220 xem có cầu có chưa? Chưa có kìa. Chưa có. Chưa có 220 quá rồi. Không có cầu, chưa có. Phát điện nhanh. Có ăn không? Tắt rồi, tắt rồi. Có ăn không? Xem kỹ coi có ăn không. Có điện có chạy vô cầu iốt không? Điện chưa vào cầu iốt. Kiểm không, kiểm có lỏng không? Kiểm có vô cái điện không? Hay là kiểm vô miếng nhựa không? Kẹp thì kẹp vô miếng nhựa không mà thấy mẹ luôn. Chắc chưa? Một lần cơ hội chứ thôi đó. Rồi, thử coi. Có 22 vô chưa? Điện AC, DC. Chúng có 200V vào cho điện vào cầu. Mà kẹp sao không ăn kỳ vậy? Ăn chỗ điện ra đây. Sao mày không cắm vô ta? Ngộ hê á. Rồi, mở đi. Mở rồi. Đèn bên kia có chớp không? Bên kia có bóng đèn kìa. Chưa chớp, có điện 5V bên kia chưa? Vẫn chưa có 220 của cầu kia. Đo đi. Rồi. Hai thằng mát riêng nha, không phải mát chung đâu, đừng có đo lộn nha. Có 300V. Có 5V. Có 5V. Anh chấm 5 có điện. Rồi bên kia có điện không? Bên này ạ. Ừ. Mắc cái trên giữa cái đây không? 1 5 đâu, ở đây 5 vôn. Đúng rồi. Tụ lên tụ. Có. Có rồi đó. Có rồi. Không thấy đèn mà. Cái đèn nằm ở đây nè. Có đèn bên đây có không? Không.
Con này hàng ok chưa? Hàng đúng chân 1 không? Chân 1 đây kìa. Rồi đâu coi có 2.5 không? Có 2.5 rồi đó sao? Đèn ở đâu? Đèn ở trên cái cửa sổ. Rồi, bây giờ qua hàng cái xem trước vô đi. Tắt xả điện đi. Xả tụ nha, đổi 2 con luôn. Cái bộ tủ lạnh hả gì? Cái bộ em đang cầm bộ tủ lạnh không có gì? Là sao mà nói gì thần vậy? Em có thấy nó ghi âm bè trên đấy thì... Cái bộ em nói em cầm nó bộ gì? Không biết sao nó bậy. Không biết là không được nấu. Ví dụ cái cầu chì đó mới ghi thì không... Cái cầu chì nó ghi trên cái bộ nào thì để bộ nói chứ không phải là cái là nó giống nhau để gắn qua. Ờ, cái bông của mấy lạnh mày tủ lạnh mà mày lấy mày gắn cộng chị mấy lạnh mà mày của bông mấy giặt mà mày đi mày gắn vào tủ lạnh là mày sai rồi đó. Mà không biết hả, mình không có nói vậy, nói người ta cự chết. Mấy trăm chứ. Nó dùng cái máy xe. Ừ. Điều kiện ok rồi đó. Chúng ta gắn đúng điều kiện thì nó sẽ chạy. Dạy học trò thấy căng không? 3 giờ sáng vẫn còn phải ngồi dạy đấy thôi. Thấy chưa? Các bạn kêu tâm với tầm hả? Các bạn lợi cho người ta không? Tâm với tầm gì ở đây? Đừng có nói tâm với tầm với thầy Tiến.
không có nghĩa lý gì đâu, đó là sự thật. Ba giờ mấy ông vẫn ngồi giải lai bình thường. Đúng chưa? Mà nói tâm với tầm với thầy Tiến là thua rồi. Mười ông thầy mấy bạn không lợi thầy Tiến nữa. Đừng có nói một ông thầy mấy bạn. Đó là sự thật đó. Ông làm 3-4 giờ sáng ba là chuyện bình thường. Bạn nó đang gắn đi xe công sức. Điều kiện về cho IC công sức, về cho vi xử lý ok hết rồi, chỉ cần gắn đi xe công sức nữa. Chắc có lẽ mai chúng ta sẽ thử. Giờ cũng trễ lắm rồi các bạn. 3 giờ rồi. Mai chúng ta sẽ thử. Thank you.
Chân thơ mà. Muốn làm gì đi, mai là 3 giờ rồi mà. Có trụ ngồi cho có trụ ngồi làm cái gì? Ở đây không có chứa chấp những người ngồi cho có trụ, đâu có thể đánh bài đâu, đánh đề, không gì đâu, bàn số đâu. Vô là phải làm. Còn không biết làm thì ngồi qua chỗ khác để cho mấy bạn khác người ta vô cái chỗ làm người ta làm. Đúng chưa? Còn nếu như các bạn không làm nữa, từ giờ sau thì không cho làm luôn. Không cho được tập luôn, chỉ học lý thuyết không thôi. Muốn chọn cái nào? Hay muốn từ ngày mai là học lý thuyết không, không sửa, không cửa nữa. Đơn giản không? Rồi dẹp cái đi, từ ngày mai học lý thuyết không, không có làm gì hết á, không sửa quái gì hết. Khổ sửa. Tới một cái nơi học á mà cần có sửa máy để sửa để lên cao tay nghề, mà còn ăn ưa với dầu phải không? Phải không? Thì ngày mai khỏi sửa. Ngày mai chỉ học lý thuyết không thôi, học xuống lý thuyết rồi về hết. Đơn giản vậy đó. Có cái chỗ cho làm, cho thực tập để nâng cao tay nghề, để về quê làm luôn, sướng thấy bà luôn rồi. Còn gì nữa đó, mà không chịu làm. Còn cần ưa với dầu, cần ưa với dầu là cái gì? Ở đây chơi đánh võng hả? Hay chơi đánh đề hả? Nhào vô cho có trụ có nhóm hả? Đi. Đó. Quay đã. Tao quay ở đâu chữ nó quay cho nghe. Tao mới muốn bằng kia tao nghe. Rồi nhào vô làm đi. Từ ngày mai tao cho không biết tiếng không, khỏi làm. Từ hết bữa nay xong khỏi, mai mốt khỏi làm. Đơn giản vậy đó. Gì nó mà kỳ cục kỳ ôn, vô ngồi xong cho đám nó trụ. Vô là phải làm. Tại ông học chữ dữ lắm, chữ đi cho giỏi. Mà bây giờ không muốn giỏi nữa thì thôi bó tay. Biết sao giờ? Rồi, cơ người ta đóng tiền người ta đi học, tới những cái chỗ bị gạt, không cho làm, không cho gì hết, bị gạt, người ta mới đi kiếm những cái chỗ mà người ta có cần có thực tập, người ta học, có chỗ thực tập học mình thấy bà luôn. Bảy ký luôn hả? Thì không chết luôn. Sợ gì mà đó. Rồi, chào bạn Huy nha. Thank you.
những cái bạn mới coi người ta gắn cảm biến là mình muốn biết làm đó. Nó dễ chứ nó không khó đâu. Nên cái mấy con điện trở gắn vô thôi là xong rồi. Là thử được rồi. Thì đó, thầy nói rồi, nó có bò sữa là ngon rồi đó, mà nó tụi nó kỳ cục lắm, cái tánh tình của nó ngộ lắm. Em thấy không, thầy chỉ sữa cho tận A từ A đến Z luôn, thầy chỉ sữa vậy mà còn âu với dầu đào qua đào lại này kia lum la rồi á, không sửa đó. Vậy mai mốt cái gì quê nha, gì quê cái học không hiểu được, không làm được. Ông mẹ có chịu làm đâu, nhiều khi mình chữ ra thì nói sao mình chữ có chịu làm đâu. Ờ với dầu không à. Mai mốt rồi đi ra mấy hồi Bắc á, học á, học còn lý thuyết không thì bắt đầu cái bắt đầu không có bo sữa, cũng mấy bạn không à, học cái chỗ không có bo sữa thì nó không bo sữa, học cái chỗ mà có bo sữa thì không sữa, cũng mấy bạn không chứ đâu ra. Rồi mai mốt cái thằng mà nó muốn làm đó, nó thấy nó làm nhiều quá thì nó sợ, nó ngại, nó không làm nữa. Nó chờ cho mấy bạn coi như thế nào, các bạn không làm nha. Rồi mai mốt nó làm luôn nha, nó làm từ đầu nuôi lúc nó về luôn nha, tới lúc nó về luôn rồi các bạn đừng có nói tại sao mà thầy không cho em làm, và thằng đó nó làm hoài nha, các bạn đừng có cái kiểu đó giùm thầy nha. Thầy nói chứ mai mốt cứ vô hư là nó lên sửa, vô hư nó lên nó sửa. Rồi á đừng có nói mai mốt thầy sao thầy cho nó làm không vậy, thầy đó thầy có nhận thêm tiền nó không hay gì nha. Đúng chưa? Đừng có chán này. Tưởng chắc thầy nói thầy hồi xưa không cho mình làm nha. Sáng sớm mình chập cho chữ không? Nhà không cố nhau vô làm. Rồi xong chưa? Không có giảm gì hết đó, mày nghe nè chị. Rồi gắn vô thử coi. Cái đó làm cái đó này đó, tới 3 giờ sáng đúng không? Vậy chúng ta tiếp tục là rồi tăng qua tải đi, nếu muốn nó chạy thì em phải tắt qua tải đi. Nghe là đây đóng không? Em hay gắn, nếu em gắn đúng 89 kg rồi em có kêu chạch chạch được. Rồi em gắn nhỏ quá nó không kêu đâu, rồi nhắn thử xem có kêu không. Rồi chờ xíu qua chạy không. Lấy tay rờ cái lóc rồi. Đấy, xong rồi đấy. Rồi đó có 800 ngàn. Hả? Mình thấy hai con chị đúng con chị cho người ta, qua con chị với em mình thấy như muốn cho ta. 8 lắm đi. Cái bò này nó khó sửa, mà sáng thầy có nói chuyện với các bạn bán mì xe khó một cái chỗ nào các bạn biết không? Cho dù không có cái lóc nó cũng không bao qua lỗi, không trả gì cả, nó lâu lắm hay sao nó không chớp đèn, mà dù có đèn mà không chớp rồi lên mặt hiển thị, nó chớp thì mặt hiển thị. Rồi gắn miếng nhôm chưa, không gắn miếng nhôm, rồi gắn miếng nhôm cho thử lại lần nữa xong rồi chúng ta giao, chúng ta sửa tiếp cái bò này kia. Rồi ta đi học xíu bò rồi. Thì nó có chịu đâu. Thử nói có chịu đâu. Có bo đây nè, có sữa trước mặt nè. Kêu làm thôi. Mà còn âu ớ dí dầu. Ví dụ như là có chết bo thì sao? Chết bo đền đền chứ gì đâu sợ. Chính bình thường đó. Mình khi mà mình hư làm lỡ, mình làm hư bo đi. Mình thường, mình có cái kinh nghiệm sau này mình sẽ không làm hư nữa. Đấy. Học ở đây thì thầy còn đi kiếm bo cho mình giùm. Mai mốt về quê tự mình đi kiếm bo, kiếm đâu ra? Kiếm đâu ra?
ví dụ như lần chết bị xử lý đi, ở này thay câu chuyện của bị xử lý thay, rồi về quên bị xử lý đâu ra thay nhở, không có không hiểu vấn đề hết trơn rồi. Đó cũng là cá ma đó mọi người ạ. Ừ. Cái này cái gì lắm. Nó đâu có biết cái chuyện quá ngon đâu như em nói đâu. Mình đi học xíu bao mạch á, thì có mo cái mình nhào vô mình làm. Mình làm để mình mau giỏi. Về quê là cái mình có mo cái mình sửa là mình kiếm tiền luôn. Đó. Không phải một số bạn nói là về quê từ từ nghe dạy nghề chúng nó về cái đất mà nó dốc, đó là cái biện minh của mấy anh cha người ta nhiều gì trong Nam người ta kêu là sợ quần. Rồi mà bây giờ nó về quê một cái nha, rồi lớp nào vợ con rồi công việc tùm lum hết rồi á, bo có thời gian đâu mà ngồi mà sửa, lúc đó ôm bo chạy không có sửa gì nữa, đi làm cơ về mở cho ốm bo chịu gì nổi, thôi đem sợ sao đạt nghề mai một hết, mai một từ từ là quên hết rồi, chứ không có chuyện nghề dạy nghề, không có chuyện nghề dạy nghề. Thật ra mấy ông đó nói để bên chi không, để mấy ông né cái trách nhiệm, nó rất là khôn khéo trong vấn đề, người ta khôn khéo người ta né trách nhiệm. Còn mình đây là mình cho nó làm luôn để cho nó giỏi, nó chỉ làm thôi chứ biết sao vậy. Nhưng mà cái bo này nó không chấp nhận có lỗi là mà không có lắp nó không chạy chớp. Nó khác những cái bo đời trước nó bị chớp, khi mà nó không có lắp thì nó sẽ chớp. Hả? Bây giờ biết kỹ thuật thì sửa được. Biết kỹ thuật ví dụ như chúng ta làm xong rồi chúng ta sẽ biết được là con nào như thế nào, chúng ta sẽ đo đạt như thế nào, chúng ta làm một cái một phần nó chạy luôn. Chứ còn mà khi mà sửa mò bây giờ càng bo càng về sau thì bo này mà nó hư có bảo vệ đi. Đúng không? Mà chúng ta không biết số bo không biết gì hết cần gì bảo vệ thì chúng ta cũng chả làm được luôn. Khách mang tới thì nổ tùm lum mà. Rồi chưa? Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm tới cái bo đây kìa. Rồi, chúng ta kết thúc video chỗ cái Eric mà.